Ngươi chính là Natra? Đúng vậy, chính là bổn tọa. Ngươi là ai? Ta là Mã Ôn, Côn Luân Sơn. Cái gì là Mã Ôn Trư Ôn? Muốn đánh thì đánh, đừng dư hơi. Thượng tiên, tên Natra đó là do thiên thần hạ phàm. Thượng tiên đừng bao giờ có thường hắn nha. Thế nào rồi, bắt đầu được chưa? Binh khí ngươi đâu? Là cái này. Tên súc sinh kia, ngươi sỉ nhục ta, nếu không giết ngươi không thể cho ta trút giận được. Sư huynh ngã tiêu rồi, em mau ra tay cứu đi. Không cần hoang mang, theo dõi tiếp đi. Xem cái gì nữa, còn xem sẽ thành trò đó. Hay lắm, đúng là pháp lực cao, khả năng lớn lắm. Mau thả nó cho ra. Tại hạ do vị công tử này thuê về thôi. Nếu ông muốn Mã Ôn thả người, vậy ông hãy hỏi qua vị công tử này đi. Yêu nghiệt đến không chết kìa, đúng là ngươi đã chán sống rồi đó. Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết lợi hại của nhị lang gia ta. Người này tự xưng nhị lang, ta cầm tam kiếm nhị nhẫn nào, và còn ba con mắt nữa. Chẳng lẽ là nhị lang thần thật sao? Xin hỏi tôn tánh đại danh của ông là? Bổn tôn quá cổ, nhị lang hiện tánh chân quân Dương Tiễn chính là ta đi. Hả? Là nhị lang thần hả? Là nhị lang thần hả? Trời là trời, hôm nay gặp toàn là nhân vật lợi hại không hả? Đúng vậy. Biết điều thì mau thả sư điệt ta ra trà. Nếu không chỉ trong chốc lát, ta sẽ cho người tan xương nát thịt. Nhị lang gia pháp lực cao cường, Mã mổ khâm phục sát đất. Ngươi cũng khá lắm. Nhị lang gia, chúng ta hẹn ngày gặp lại.
thấy ngươi hành sự cũng là người biết cân nhắc, sau này có chuyện cứ việc kêu họ tên của bổn tôn. Đa tạ nhị lang gia, các vị thượng tiên. Nay thủy phủ của tôi đang lúc cần người, tiểu long cầu xin các vị tới thủy phủ để góp sức. Chúng ta sẽ ở chung một chỗ, cùng mưu đại sự chẳng phải tốt hơn sao? Nhị lang gia và tam thái tử nghĩ như thế nào hả? Tam thái tử, ý còn như thế nào? Chúng tôi vốn là thần tiên, bây giờ lại lâm vào cảnh của hồn giả quỷ, phải ẩn náu trong thủy phủ. Đúng là đáng tủi nhục. Tam thái tử nói vậy là sai rồi. Bây giờ đang là lúc thay đời đổi triều đó, và cũng là cơ hội cho chúng ta lập nên cơ nghiệp. Nếu như thành công ở chốn tam giới, tha hồ tung hoành, đối với chức tam đàn hải hội đại thần chẳng phải hơn nhiều hay sao? Mã thượng tiên nói như vậy là có lý. Ngày mai tôi sẽ dẫn các vị đây đề cử cho cha của tôi, cửu anh đại dương. Vì các vị có thể nói là như cá gặp nước. Thôi được, cứ quyết định vậy đi. Sư thúc, cậu thúc nghĩ sao? Được, nếu vậy mời các vị theo tôi hồi phủ ngay, sáng mai tới chỗ của cha tôi. Ngao quân thái tử, Ngao quân thái tử. Là kẻ nào to gan tới đây là lối ôm sầm? Cho hỏi, đây có phải là đạo trưởng của Kim Thân Phi Long là Cả Ti Vũ Đại Long Thần không? Đúng vậy, ngươi lại. Hạ quan là quý thừa tướng dưới trướng của Bắc Hải Long Quân Ngao Thuận, có chuyện khẩn cấp cần gặp quản lực Bồ Tát, hiện cậu thông báo giùm. Bắc Hải Long Quân hả? Đúng vậy, Bắc Hải Long Quân chính là cha của Ngao Thần, có lá thờ nhờ hạ quan mang tới. Thôi được, ngài đi theo tôi. Long Quân, có chuyện gì? Bắc Hải Long Quân Ngao Nhuận phái quy thừa tướng mang thư đến, yêu cầu được nhập Long Quân. Ngao Nhuận, hắn còn mặt mũi viết thư cho ta sao? Không gặp. Long Quân, quy thừa tướng nói Bắc Hải Long Quân là cha ruột của ngài, có chuyện khẩn cấp cần phải gặp. Ta đã nói rồi, ngươi không nghe sao? Dạ, tiểu nhân lập tức ra kêu mấy đi ngay. Khoan đã. Thôi được, cho hắn vào đi. Dạ. Tiểu thần Quy Anh khấu kiến Ngao thần thái tử. Tôi không phải thái tử gì cả, ngài cũng không cần hành lễ cho Long Cung. Ngài có chuyện gì nói thẳng đi. Đây là lá thư do Long Quân viết cho thái tử. Tôi nói tôi không phải là thái tử gì. Nhà, tôi đi khỏi nhà đã hơn 500 năm rồi, tôi còn nhà sao? Ngao Nhuận kêu ông tới tìm tôi, nhất định phải có chuyện gì đó. Chuyện là như vậy, dạo này trong biển không được yên lành. Có tên yêu tà là Ngô Công Tinh, hắn dẫn theo 1000 yêu binh đến vùng biển chúng ta, còn tuyên bố thề phải xâm chiếm tứ hải cho bằng được, rồi tống cổ chúng Long Quân ra khỏi Long Cung. Không biết tên đó là ý thế của ai, bạo gan lộng hành, ngang nhiên 3 lần dẫn quân tấn công Bắc Hải Long Quân và Ma Ngang thái tử. Dựa vào Long binh được huấn luyện nghiêm ngặt đã đánh lùi bọn chúng, nhưng tổn thất cũng không nhỏ. Long Quân nghĩ đến thái tử, thường nói thái tử thần lực hơn người, nếu Bắc Hải có sự giúp đỡ của thái tử, như vậy nhất định sẽ đánh đầu thắng đó. Do đó mới kêu tiểu nhân mang thơ này tới đây, mong thái tử trở về Bắc Hải, cha con đoàn tụ. Cha con đoàn tụ, tôi nghĩ không nên nói nghe thân thiết như vậy làm gì. Nếu như hắn muốn cha con đoàn tụ từ đầu, 500 năm trước hắn sẽ không giao tôi cho Võ Đức Tinh Quân. Nay Bắc Hải đang gặp nạn thì hắn lại nghĩ đến đứa con lưu lạc như tôi, đúng là bộ mặt tiểu nhân. Thái tử, ông về nói lại với hắn, hắn sống cũng được, chết cũng vậy, hoàn toàn không liên quan gì tới Tiểu Bạch Long. Tôi sẽ không về Bắc Hải để giúp đỡ hắn đâu. Ông về đi. Thái tử, dù sao Long Quân cũng là cha của ngài, chỉ vì ân quán nhỏ nhiều năm về trước mà phớt lờ tình phụ tử, vậy tôi cảm thấy như vậy. Đừng nói với tôi tình phụ tử làm gì nữa. 500 năm trước, lúc hắn giao tôi cho Võ Đức Tinh Quân, sao không nghĩ tới tình phụ tử đó chứ? Lúc dượng tôi lạc Hà Long Dương gặp nạn, tôi đi xin hắn, tại sao hắn không nghĩ tới tình phụ tử?
Còn bây giờ, lúc gặp nguy nan không biết phải làm sao, hắn mới nghĩ tới đứa con này như tôi. Quá muộn rồi. Trên trời dưới đất này, Ngao Tân tôi chỉ biết có một người. Người đó chính là đại sư huynh của tôi, Thạch Cảm Đan. Ngoài quân ấy, cho dù Ngọc Đế tới đây cũng vô dụng thôi. Người đâu? Tiễn khách. Thái tử. Quý thừa tướng, mời ngài. Giết. Phụ thân, Ma Ngàn, tình thế hiện nay đối với chúng ta vô cùng bất lợi. Đúng vậy, chúng ta cứ đánh như vậy cũng không phải là cách. Số lượng yêu nghiệt quá đông, tuy Hải Long binh có tinh nhuệ nhưng cũng không thể chịu đựng tấn công liên tục. Theo ý con thì sao? Con dẫn theo một đội Long binh đi bọc ra phía sau của Ngô Công Tinh đánh núp, không chừng có thể giải quyết nguy nan. Được rồi, nếu vậy cứ làm theo kế sách của con đi. Dạ. Đại soái, lần này Ngao Nhuận mắc lừa, bị chúng ta dây đánh, đánh cho tàn sát, xem bộ hắn không thể kháng cự nữa. Khuê Can Pháp Tổ kêu đại soái chiếm lĩnh Tứ Hải Thủy Vực, lần này loại trừ được Ngao Nhuận, Bắc Hải này sẽ thuộc về chúng ta ngay. Những tay Long Dương còn lại nhất định sẽ sợ đến khiếp đảm, không chừng lát nữa họ sẽ đến đây dâng hàng biểu đó. Đến lúc đó Khuê Can Pháp Tổ nhất định rất vui mừng. Đại soái, lần này ngài giành hết oai phong đó nghe. Đại Dương, ngài tỉnh dậy đi. Đại Dương, Đại Dương, ngài tỉnh dậy đi. Ma Ngàn, Ma Ngàn con ta. Tên nào dám tự ý rút lui, tại chiếc không tha. Đại soái, bọn rút lui, nó không tình thế xe nguyên gặp đó. Ta không tin đâu, có lý nào lại thua cho Long binh được, ráng chống cự đi. Hả? Đại soái, bọn rút lui đi, nếu để cho Long binh xông lên bao giây, như vậy chúng ta khó mà rút lui được. Ai... Rút. Hả? Sao bá tánh lại hỗn loạn như vậy? Đúng là quá kỳ lạ, tại sao bá tánh vừa thấy chúng ta lại bỏ chạy chứ? Để làm rồi, nhìn sơ cũng biết chúng bá tánh chạy đi tị nạn rồi. Ấy nè 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 nè, đừng làm phiền tôi. Làm cho tôi hỏi, cậu định làm gì vậy? Xin ông cho tôi biết tại sao dân làng phải bỏ chạy như vậy.
Đây thuộc vùng cai quản của Bắc Hải. Hôm trước á, có một con nghiệt long tới đây tác yêu tác quái. Mới có tháng trước thôi, hắn đã làm ngập mấy huyện thuộc khu vực bờ Nam. Gần đây bắt đầu tàn phá hoành hải quận của chúng tôi. Hôm qua mấy ngôi làng ngoại thành đã bị sóng thần nuốt chửng hết rồi. Ngôi thành này khó bảo tồn, cho nên người trong thành phải chạy trốn. Chúng tôi là nhóm người sau cùng rồi đó. Tôi đi đây. Là con nghiệt long nào to gan như vậy? Trời ơi, nếu như cậu không muốn hại chết tôi thì cho tôi lên đường đi. Tôi đang chuẩn bị đi tị nạn nè. Đi đi. Đa tạ lão già, đa tạ lão già. Cảm đạo, chúng ta nên làm sao đi? Sư phụ à, tuy công việc chúng ta khẩn cấp, nhưng mà gặp phải yêu nghiệt gây ác, chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn được. À, vậy cũng đúng. Tối nay chúng ta ở lại đây tìm hiểu xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Được, được. Sư phụ, sấm sét này có gì đó không ổn, sao nó lại sáng như vậy? Đây thuộc vùng Bắc Hải, tiếp giới với chân trời, cho nên con cảm thấy ánh sáng đặc biệt chói mắt. Cảm đạt, suốt thời gian qua hơn 3 tháng, chúng ta đi khắp Bắc Hải, tại sao không phát hiện đôi chút manh mối của yêu quái? Sư phụ, không nên nôn nóng, chỉ cần hắn ở Bắc Hải, sớm muộn chúng ta cũng tóm cổ hắn thôi. Nếu như Ngô Công Tinh không phải ở Bắc Hải thì sao? Đây chính là chuyện mà đệ rất lo. Nếu sự thật giống như huynh nói, chúng ta phải tốn thêm nhiều công sức. Tên ngốc kết thật là quá đáng. Lúc nào cũng ngơ ngáo như vậy, bị dẫn từ thiên đình tới chỗ này, có thể nói cả ngàn dặm, xa xôi như vậy, hoàn toàn không để lại ký hiệu. Để chúng ta còn tìm hắn nữa chứ? Chúng ta chưa tìm được, vậy còn biết tiếp tục tìm kiếm. Hắn vốn là tên ngốc nghếch, con không thể đòi hỏi thêm. Cảm đan, khi nào mà đệ không tìm thấy gì, đều đổ lỗi cho Châu Bán Cân. Tuy có lúc đệ rất ghét hắn, nhưng mà trong lòng vẫn lo cho hắn. Tên ngốc đó cũng rất là tội nghiệp. À, tiếp xúc với tên Châu Bán Cân giả, từng nhiều lần còn phát hiện ra là giả, nhưng vẫn không nhẫn tâm ra tay. Đó là tình nghĩa huynh đệ của các con. À, tiếng sấm, chắc là tên đó xuất hiện. Ở đâu có tiếng thiên quân vạn mã vậy? Sư thúc nghe lầm rồi, đó là tiếng sóng biển. Sư phụ, tên đó là ai vậy? À, trong trí nhớ của ta, trong số chư long mà Cửu Thiên Ứng Nguyên Phủ lôi thành phổ quá thiên tôn chế ngự, không có con ô long này. Đúng vậy. Tên đó kiêu căng như vậy, đáng nữa tôi sẽ lột da của hắn. Ê, khoan đã, để quên sao? Lúc ta đại náo tứ hải đã từng lột da Đông Hải Long Thái Tử, cho nên công lao này đệ phải dành cho ta chứ. Được, hay lắm. Huynh lột da rút gân Đông Hải Long Thái Tử, quả nhiên là người có kinh nghiệm. Xin mời. Nhiệt súc, đọc bản đi. Ngươi là ai đây? Chán sống hay sao? Ngàn gì dám xen vào chuyện của bổn vương. Nhiệt súc nghe thơ, ai phong cho ngươi làm vương? Ngươi chưa đủ tư cách hỏi họ tên của ta. Lúc già già giết rồng, không biết là ngươi đã đầu thai làm rồng hay chưa nữa. Hỗn láo, vô lễ. Tiểu lang đi, quả nhiên võ nghệ thần thông đó. Hả? Thế nào hả? Tình nghiệt chúng kia, rốt cuộc là con cháu của ai vậy? Ngang nhiên dám làm chuyện lộng hành. Ừ, giết cứ giết, đừng có hỏi nhiều. Được, vậy ta sẽ tiễn ngươi lên Tây Thiên. Tiểu Lan sư huynh, đừng giết hắn, cứ thả cho hắn đi. Ta sẽ bám theo hắn, không chừng có thể điều tra được đầu dây mối nhợ gì đó. Lần này tạm tha cho ngươi, lần sau để ta gặp lại, ta không tha cho ngươi đâu. Xéo. Sư phụ. Được.
Để đi trước đây, hai vị cứ đứng ở trên bờ chờ tin vui của tôi. Cẩn thận nha. Ừ. Đại Dương, Đại Dương, Thái Sơn Thạch Thánh, Võ Thánh Thiên Tôn, Thạch Cảm Đan gia gia đến rồi. Đó, này đang ở đâu? Lão Long Quân. Lão Long Quân. Thạch Thánh. Lão Long Quân. Ồ, Thạch Thánh à. Lão Long Quân, lâu quá không gặp. Thạch Cảm Đan đến quá đường đột, mong ngài đừng trách. Ê, Thạch Thánh gia lâm, Bắc Hải Lâm Cung tôi vàng ánh sáng choang, lão đây sao dám trách ngài. Sau khi chia tay tại Thiên Đình, nay cũng đã gần 300 năm, Lão Long Quân vẫn khỏe chứ? Hey, đúng là không thể kể sao cho xiết. À, Lão Long Quân, hôm nay tôi đến đây là có chuyện muốn hỏi ngài. Hả? Lão đây xin lắng nghe. Con cháu của Bắc Hải Long tộc ngài tự ý hại giới làm yêu, chuyện này ngài có nghe nói qua hay không? Sao hả? Con cháu của tôi hại giới làm yêu à? Thạch Thánh, sao ngài nói vậy? Lão đây thật sự không hiểu gì. Tôi đi ngang Hoành Hải quận, ngay tại đây phát hiện có nghiệt long tác quái. Sau khi quan sát thì đó là bà con của ngài. Bà con của tôi à? Bà con gì vậy? Ê, lão đây hoàn toàn không biết gì hết à? Chính là con ô long tại Hoành Hải quận. Hắn nói phải đi mừng thọ ông ngoại Thiên Hy Long Dương, đã là dòng họ rồng, ắt phải là bà con của ngài. Chẳng lẽ không phải hay sao? Tại Thiên Hy Long Dương nhất định phải là huynh đệ thúc bá của ngài thôi. Ê, Thạch Thánh à, cho dù ngài không hỏi chuyện này, lão đây cũng có rất nhiều chuyện ở trong lòng cần nói với ngài đây. Hả? Ngài nói đi. Thạch Thánh vừa nhắc con ô long ở Bắc Hải đó, nó chính là con trai của ma quái Ngô Công Tinh. Sao hả? Ngài nói hắn là con trai của Ngô Công Tinh à? Đúng vậy. Con Ngô Công Tinh đó chắc Thạch Thánh vẫn còn nhớ. Trước khi Thạch Thánh thành thánh đã từng đấu với hắn nhiều năm trời. Sau đó ngài Châu Bán Cân và Ngao Thân đã công phá sào huyệt hắn và tóm gọn hắn. Những chuyện đó tôi đã biết rồi, ngài nói ngắn gọn lại thôi. Cách đây vài năm, con Ngô Công Tinh đó đột nhiên dẫn theo yêu quái đến đây. Chúng kéo đến Bắc Hải này huấn luyện thủy quân. Nó còn tuyên bố sẽ sang bằng Tứ Hải Long Cung, sẽ truy cùng giết tận huynh đệ chúng tôi. Bao nhiêu năm qua chiến sự liên miên, Ngô Công Tinh tuy chưa đạt được ý đồ, nhưng Tứ Hải Long binh tôi đã bị tổn hại thê thảm. Hôm trước con trai tôi Ma Ngang bị Ngô Công Tinh giết chết. Tứ Hải này ngày mai sẽ rơi vào tay của hắn. Sao hả? Ma Ngang thái tử chết rồi hay sao? Ai... Con ô long mà Thạch Thánh nhìn thấy chính là nghiệt chủng do hắn sanh với con gái của Thiên Hy Long Dương mà có đó. Gia tộc Thiên Hy tuy mang tên rồng, nhưng thực ra do rắn biến hóa, do đó hắn và Ngao gia của tôi không có quan hệ. Thạch Thánh, ngài đã trách lầm lão rồi. Lão Long Quân, do Thạch Cảm Đan trách lầm ngài, ngài đừng có đau buồn nữa. Ờ, Lão Long Quân, dạo này tam giới xảy ra chuyện kinh thiên động địa. Hả? Yêu tà Quê Can xâm phạm thiên đình, nhập địa phủ, chiếm minh giới, đã bắt giam toàn bộ chúng thần. Hả? Hiện nay trong tam giới này, tất cả thần tiên đều do thuộc hạ của hắn biến hóa mà có. Chỉ có tôi, sư phụ tôi, Hiển Thánh Nhị Lan Chân Quân và Na Tra Tam Thế Tử thoát khỏi lòng bàn tay của hắn. Hèn gì, hèn gì. Đại ca tôi Ngao Quảng từng mấy lần lên thiên đình gặp Ngọc Đế để cáo trạng. Ngọc Đế cứ hay nói câu chuyện của hạ giới thì cứ mặc nó đi, rồi kêu chúng tôi ra về. Thì ra họ là do bọn yêu nghiệt ảo quá ra. Nếu vậy phải làm sao đây? Sợ gì tên Khuê Can đó. Chỉ cần Thạch Cảm Đan tôi còn một hơi thở, thầy đấu với hắn một trận cá chết phá lưới. Lão Long Quân, lần này tôi đến Bắc Hải này chính là vì tên Ngô Công Tinh đó. Ủa, Thạch Thánh muốn Sư đệ của tôi Châu Bán Cân đang bị giam ở đầu đó. Để ra ba người chúng tôi đến đây để cứu thoát cậu ấy. Bây giờ nếu như Lão Long Quân gặp nạn, Thạch Cảm Đan tôi sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Hay là vậy, tôi sẽ giúp ngài tiêu diệt tai họa ngay trước mắt, ngài thấy sao? Nếu Thạch Thánh có thể tiêu diệt yêu nghiệt, vậy trong Tứ Hải tôi đều nghe hiệu lệnh của ngài. Đại Dương, ngoài kia có người cầu kiến, nói là... Là sứ giả của Ngao Dương, nói ta không gặp. Ta không dạ gì bán mạng cho hắn đâu, đúng là chuyện phi lý mà. Đại Dương, người đó nói là đại sư huynh của ngài, họ Thạch. Hả? Người gì nói gì? Người đó là đại sư huynh của ngài, họ Thạch đó. Hả? Hả?
Đại ca, đại ca, là huynh rồi. Hảo huynh đệ, lâu quá không gặp. Đại ca, tại sao bao năm qua không thấy huynh tới đây thăm đệ? Chẳng phải ta đến rồi hay sao? Đệ mừng lắm. Đại ca, huynh nhất định phải ở chơi với đệ một thời gian. E rằng ở chơi một ngày cũng không được. Sao lại như vậy? Ta đến đây là vì có chuyện muốn xin đệ đệ đi. Đại ca cứ nói, chỉ cần đệ có khả năng làm được, nghĩa bất từ nan. Ta muốn đệ cùng theo ta đi giúp phụ thân của đệ Ngao Nhuận tiêu diệt yêu ma Ngô Công Tinh, cứu thoát nhị sư huynh cho bắn cân ra. Sao hả? Đại ca kêu đệ đi giúp cho Ngao Nhuận? Đúng vậy, ân oán giữa hai người e rằng không ai biết rõ hơn ta. Nhưng hiện nay đang đương đầu với tai kiếp, đệ tuyệt đối không thể vì những ân oán của ngày xưa mà đánh mất quyết tâm nêu cao chính nghĩa. Tam đệ à, nếu đệ còn thừa nhận đại ca như ta thì lập tức theo ta tới đó ngay. Đại ca đối với đệ ân trọng như núi. Từ lâu đệ đã nói rồi, mạng của đệ là của huynh, cho dù là dầu sôi lửa bỏng, đệ quyết không từ nan. Hôm nay đích thân đại ca tới đây, không tới lượt Ngao thân đệ nói không được. Chúng ta lập tức đi ngay. Được, như vậy mới xứng đáng là hảo huynh đệ của ta. Đi. Đứng lại! Các người lại mà dám xông vào thủy phủ! Đến! Đứng lại! Đến! Đi! Biến! Hai vị thượng tiên quá đa tay đã. Sao hả? Xin hỏi danh hiệu của thượng tiên đến tiểu ba nguyên phụ của tôi có chuyện gì không? Phải có như vậy chứ. Huynh đệ thu hồi pháp thuật đi. Được. Đảo. Tôi tên là Mã Ôn, đây là huynh đệ của tôi Tiểu Bạch. Chúng tôi đến đây là vì nghe tin ngài sắp khai chiến với Ngao Nhuận, đến đây góp sức. Nào ngờ thuộc hạ của ngài là bọn khốn kiếp, không biết điều gì hết, còn la hét chúng tôi, do đó mới có chuyện này. Mong ngài hãy bỏ qua cho. Hai vị tới đây là để giúp tôi sao? Chúng tôi và Tứ Hải Long Dương là thế thù, đây là một cơ hội tốt cho chúng tôi đó. Hai vị đến đây Tiểu Long mong cũng không được, sao dám trách tội hai vị chứ? Các ngươi là bọn ngu ngốc không biết cười tốt kẻ xấu, bỏ xéo khỏi đây đi. Dạ. Hai vị xin mời. Xin mời. Hai người này phép thuật cao cường như vậy, nếu có họ hỗ trợ chúng ta, lo gì không diệt được Tứ Hải chứ? Đúng vậy, vậy huynh thấy vừa rồi tên họ Mã đó chỉ cần điểm vậy hai, chúng tôi lập tức không thể cử động. Đúng là được mở mang tầm nhìn. Hai vị thượng tiên pháp lực cao cường, Tiểu Long đây phải khâm phục sát đất. Chẳng hay hai vị tu luyện ở đâu, tại sao lại có phép thuật cao cường như vậy? Chúng tôi đây là Côn Luân Thượng Tiên, tôi chuyên tu các loại công pháp bộ chiến. Còn huynh đệ tôi Tiểu Bạch chuyên tu luyện các loại thủy đấu thủy chiến. Hai vị tới đây thật là đúng lúc, chúng tôi đang tuyển dụng những người am hiểu thủy chiến. Hai vị đúng là do trời ban cho chúng tôi. Công tử không nên khách sáo, tôi nghe nói cách đây không lâu công tử và Na Tra đối trận đã chịu nhiều thiệt thòi. Tên Na Tra đó pháp lực cao cường, thương pháp lợi hại, Tiểu Long bị hắn chế ngự trong lòng bàn tay, đúng là hổ thẹn mà. Để huynh đệ tôi thấy ngài trả mối thù này có được hay không. Hả? Có thật vậy không? Quân tử vô hí ngôn. Nếu vậy phải trông cậy vào thượng tiên đó. Đến rồi. Tên Na Tra kia, hôm trước bị ngươi làm nhục, hôm nay ta có Côn Luân Thượng Tiên tới trả thù giùm cho ta, ngươi đã chịu chết đi. Thúc thấy tên đó có hỗn láo vô lễ không? Hôm trước con không giết hắn, không biết hắn lại dẫn theo tên nào đến đấu trận sinh tử với con. Tên súc sinh chán sống kia, hôm trước ta không giết ngươi, sao hôm nay còn dám tới? Sắp chết tới nơi còn dám ngông cuồng vô lễ.
Ngươi chính là Na Tra? Đúng vậy, chính là bốn tọa. Ngươi là ai? Ta là Mã Ôn, Côn Luân Sơn. Cái gì là Mã Ôn Trư Ôn? Muốn đánh thì đánh, đừng dư hơi. Thượng tiên, tên Na Tra đó là do thiên thần hạ phàm. Thượng tiên đừng bao giờ coi thường hắn nha. Thế nào rồi, bắt đầu được chưa? Bình khí người đâu? Là cái này. Tên súc sinh kia, người sỉ nhục ta. Nếu không giết người, không thể cho ta trút giận được. Sư huynh ngã tiêu rồi, em mau ra tay cứu đi. Không cần hoang mang, theo dõi tiếp đi. Xem cái gì nữa, còn xem sẽ thành trò đó. Tiên đúng là pháp lực cao, khả năng lớn lắm. Mau thả Na Tra ra. Tại hạ do vị công tử này thuê về thôi. Nếu ông muốn Mã Ôn thả người, vậy ông hãy hỏi qua vị công tử này đi. Yêu nghiệt đến không chết kìa, đúng là người đã chán sống rồi đó. Hôm nay ta sẽ cho người biết lợi hại của Nhị Lang gia ta. Hả? Người này tự xưng Nhị Lang, ta cầm tam kiếm nhị nhẫn nào, và còn ba con mắt nữa. Chẳng lẽ là Nhị Lang thần thật sao? Xin hỏi tôn tánh đại danh của ông là? Bổn tôn quá cổ, Nhị Lang hiện tánh chân quân Dương Tiễn chính là ta đi. Hả? Hắn là Nhị Lang thần hả? Là Nhị Lang thần hả? Trời là trời, hôm nay gặp toàn là nhân vật lợi hại không à? Đúng vậy. Biết điều thì mau thả sư điệt ta Na Tra. Nếu không chỉ trong chốc lát, ta sẽ cho người tan xương nát thịt. Nhị Lang gia pháp lực cao cường, Mã Mổ khâm phục sát đất. Ngươi cũng khá lắm. Nhị Lang gia, chúng ta hẹn ngày gặp lại.
thấy ngươi hành sự cũng là người biết cân nhắc, sau này có chuyện cứ việc kêu họ tên của bổn tôn. Đa tạ nhị lang gia, các vị thượng tiên. Nay thủy phủ của tôi đang lúc cần người, tiểu long cầu xin các vị tới thủy phủ để góp sức. Chúng ta sẽ ở chung một chỗ, cùng mưu đại sự chẳng phải tốt hơn sao? Nhị lang gia và tam thái tử nghĩ như thế nào hả? Tam thái tử ý còn như thế nào? Chúng tôi vốn là thần tiên, bây giờ lại lâm vào cảnh cô hồn giả quỷ, phải ẩn náu trong thủy phủ. Đúng là đáng tủi nhục. Tam thái tử nói vậy là sai rồi. Bây giờ đang là lúc thay đời đổi triều đó, và cũng là cơ hội cho chúng ta lập nên cơ nghiệp. Nếu như thành công ở chốn tam giới, tha hồ tung hoành, đối với chức tam đàn hải hội đại thần chẳng phải hơn nhiều hay sao? Mã thượng tiên nói như vậy là có lý. Ngày mai tôi sẽ dẫn các vị đây đề cử cho cha của tôi, cửu anh đại dương. Vậy các vị có thể nói là như cá gặp nước. Thôi được, cứ quyết định vậy đi. Sư thúc, cậu thúc nghĩ sao? Được, nếu vậy mời các vị theo tôi hồi phủ ngay, sáng mai tới chỗ của cha tôi. Nghe khuyển tử kể lại, các vị pháp lực cao cường và am hiểu thủy chiến, thủy quân ở chỗ của bổn dương cũng khá quy mô. Tôi lập tức lệnh cho họ ra đây thao luyện, sau đó các vị cứ góp ý cho tôi. Như vậy quá tốt. Đại dương, vì tiểu bạch huynh đệ này của tôi là một chuyên gia đánh thủy chiến, cho cậu ấy ra mắt, không chừng có thể giúp được ngài đó. Ừ, được, như vậy quá hay. Các vị thấy sao? Có thể lọt vào pháp nhãn của các vị hay không? Chẳng hay đại dương muốn dùng thủy quân này tác chiến với ai vậy? Tất nhiên là Hải Long binh dưới trướng của Tứ Hải Long Dương rồi. Bổn dương thụ pháp chỉ của Khuê Cang pháp tổ đến thống nhất Tứ Hải. Ồ. Tại sao các vị lại cười? Chẳng lẽ thủy quân của tôi không thể tác chiến với Hải Long binh sao? Tam thái tử, hồi ở Thiên Đình huynh chính là tam đàn hải hội đại thần, thủy quân của đại dương so với thủy quân trên thiên hà như thế nào? Thấy thủy quân của đại dương mới biết thủy quân trên thiên hà tinh nhuệ cỡ nào. Như vậy ý là sao? Chẳng lẽ thủy quân của tôi chẳng ra gì hả? Đại dương nên thủ tiêu kẻ huấn luyện thủy quân. Nếu nói như vậy, thủy quân của tôi vốn chẳng đáng kể gì. Đây vốn không phải thủy quân, đừng nói là tác chiến với Hải Long binh. Cho dù Long binh thông thường của vị Long Dương nào ở Giang Hà hoài tục này cũng có thể tùy tiện đánh bại bọn chúng đó. Thật là vô lý. Tôi từng dẫn thủy quân sắp trận với Hải Long binh không dưới vài chục trận, sao có thể nói là không thể tác chiến? Vậy tôi xin hỏi đại dương, vài chục trận đó quân số là thế nào? Còn chuyện thắng bại là ra sao? Hả? Không nói dấu các vị thượng thần, hơn 10 trận chiến đó thủy quân của chúng tôi đông hơn thủy long binh gấp mấy chục lần. Nhưng mà nói đi. Không thắng được trận nào cả. Ê, thủy quân như vậy có kết quả như vậy thì có gì lạ chứ? Hả? Tiểu bạch tiên sinh thật quá ngông cuồng đó. Chẳng hay cô có biệt tài hay là chỉ biết nói suông thôi. Tôi nói suông thì đại dương không tin đâu. Hay là như vậy, cho tôi hỏi thăm, đội thủy quân dưới kia là đội quân tinh nhuệ nhất tại ba nguyên phủ, có đúng vậy không? Đúng vậy. Đại sư huynh, viện huynh giúp đệ trấn thủ kỳ môn, tiểu đệ phá giải trận này. Được. Tiểu bạch tiên sinh định với khả năng của riêng mình để phá trận này à?
Tôi lấy ốc biển thay cho thủy quân, chỉ dùng 12 người đã đủ phá giải trận. Được, cậu nói như vậy tôi theo dõi xem sao. Làm phiền ba vị làm chứng cho. Đi vào Từ Tử Môn đúng là buồn cười, vậy mà lại dám vỗ ngực xưng tên nữa chứ. Thủ trận ngay giữa bị phá sản, đó chính là do ba tên thủy quân đã thông địa đạo từ dưới đất. Đúng vậy. Nói vậy là thủy quân của ta còn tệ hơn ốc biển sao? Chủ yếu là do đào tạo sai lệch mà thôi. Đại dương vẫn chưa phát hiện sao? Chỉ riêng ốc biển cũng có thể phá trận, huống hồ là hải long binh. Vừa rồi tiểu dương vô lễ, tiên sinh đừng trách. Tiểu dương xin lỗi huynh đệ đây. Đại dương không cần phải đa lễ. Tôi và sư huynh tôi tới đây chính là muốn đào tạo thủy quân của ngài trở thành một đội quân tinh nhuệ nhất, để còn thống lĩnh tứ hải. Thái độ của ngài tôi không để ý tới đâu. Đa tạ tiểu bạch tiên sinh độ lượng. Hồ Long, lần này con có thể đưa được những người tài về đây, có thể nói là đã lập được công lớn. Tôi nhất định bẩm báo với Khuê Can pháp tổ để trọng thưởng cho mọi người. Đa tạ phụ dương. Từ nay về sau, thủy quân của ba nguyên phủ do tiểu bạch tiên sinh và các vị thống lĩnh. Ta thật không ngờ các con lại tài ba như vậy. Lần này chúng ta đã lừa Ngô Công Tinh một cú ngoạn mục rồi đó. Đúng vậy, lần này chúng ta phải đào tạo thủy quân của hắn cho tốt. Hôm nay tiểu bạch long đã trổ tài, thật sự khiến tên Ngô Công Tinh đó phải trố mắt há miệng.